we sail a little bit high. Tờ vé quý vị ơi, 20k nhận những gì, 20k mua một vé nhận gì, một vé khuyến mại nhận như quý vị ha.
và tặng phẩm vô cùng hấp dẫn, đó là một điện thoại Samsung Galaxy A20 rất có giá trị nha quý vị ha. Đó bây giờ ai chưa có giấy cùng cảm nhận giùm chúng em quý vị ơi. Ai thấy được tập trung ánh sáng cho vì mình giờ sẽ quên giờ số. Rồi dòng đặc biệt quý vị ơi, dòng đặc biệt nha quý vị nha. Một vé 20k quý vị ơi. Và mua một tặng một nha quý vị. Rồi chưa có giấy quý vị ơi. Đó, để lên lựa chọn một giấy good life nha quý vị nha. Một tập vé ít trưởng như mai chỉ có 20k thôi nha anh chị nha. Và chị mình gặp giải lựa chọn qua một điện thoại Samsung Galaxy A20 rất có giá trị từ ban tổ chức nha quý vị. Rồi còn nhiều không chị ơi? Rồi chị cầu chúng ta còn dài cái cuối tay, dài cái chót của chị ơi. Rồi chưa có giấy đúc tình nghệ cầu cầu chúc em nha quý vị nha. Đó người đẹp duyên dáng Việt Nam luôn, người đẹp cầu cầu đó. Rồi ai còn giấy nữa không? Rồi anh Cường còn nhiên Cường ơi. Rồi Cường còn 3-4 giấy cuối cùng của chị, còn 3-4 giấy chót thôi bà con nha. Rồi số lượng vé có hạn nha quý vị ha. Đó, ai có trước mua vé trước giùm em quý vị ơi. Và đến sau thì mua vé sau nha quý vị ha. Rồi, dòng đặc biệt này mua một tặng một nha chị ơi. Số kỳ đà, số kỳ đầy, số kỳ đà, số kỳ đầy, số kỳ đà, số kỳ đà, số kỳ đà, còn mấy vé chót nghe nè. Rồi cảm ơn em luôn, dễ thương quá. Rồi một vé 20k anh chị ơi. Đó, vòng loại đặc biệt nha chị nha. Chỉ một vòng loại duy nhất thôi quý vị ơi. Đằng sau luôn chị anh chị ơi. Đằng sau luôn chị cầu ơi. Rồi bay luôn chị, hồ biến luôn. Đó, bay ra ngoài luôn chị ơi. Mấy chị ra sâu kỳ đà, sâu kỳ đầy, sâu kỳ đà, 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 nơi thắm cũng nhiều ấm quán đau lòng, đem ly miêu giờ đây trăm chúa, bắt mẫu thân giờ phải lìa con, bao thắm trạng đau lòng, tặng nhỏ áo đỏ nhỏ nhỏ với ta, đứa nào cần áo lông màu, là đứa thải màu, sâu kỳ đà, còn nhiều không chị ơi? Rồi quý vị ơi, bây giờ trên tay của cầu cầu giữa luôn nha. Trên tay của cầu cầu chỉ còn 2 vé chót thôi quý vị, thương tình tham gia tham dự ủng hộ luôn. Rồi cái chỗ trên live stream luôn nè chị Lộ ơi. Rồi chính giữa luôn nha chị ơi. Đó rồi từ từ anh ơi, ai cũng có vé, ai cũng có hoài nha quý vị nha. Đây, đó vòng lại đặc biệt. Tiếp một vòng duy nhất thôi quý vị ơi. Rồi vé lên chị Lộ ơi, đó người đẹp lộ lộ. Rồi vòng loại này thì cô chú anh chị mình cầm trên tay hai lá vé ha, cái vé màu hồng thì mình dọn vòng loại này để mình trúng được cái điện thoại ha, còn cái vé màu vàng xếp lại bỏ túi để cuối giờ mình dọn trúng được thằng nó lớn nha quý vị nha. Đây là đây đó. Rồi cảm ơn anh chị luôn. Rồi chưa có vé nữa quý vị ơi, đó lệ là cho ta lên quý vị ơi, đừng ngại ngùng chia bà con nha. Rồi quý vị ơi, anh chị lưỡi giùm em bà con nha, lưỡi giùm em nha. Anh chị mà dò vé những vòng qua không đọc giải thì chìm đừng dục bỏ bà con nha. Giữ lại tờ vé, ghi số điện thoại tên của mình vào trong tờ vé của chị ơi, để dòng lại cuối cùng tham gia chương trình ốc thăm trúng thưởng nữa nha quý vị nha. Cho ai cùng có quà luôn bà con ơi. Rồi còn gì vé không này chị ơi, Luna. Rồi Luna còn nhiều lắm á chị. Đó, ủng hộ Luna đi quý vị ơi. Mai Luna đi Thái Lan luôn quý vị ơi. Đó, đi Thái Lan luôn. Đồng tiền góp. Đó, Thái Lan làm gì? Thái Lan mình chuyển đổi giới tính. Đó. Đi sửa cái mũi cho cao lên chút nữa. Sửa mũi cao chút nữa hả? Cao lắm rồi mà. Đó, bây giờ là chỉ từ trên trán học cái mũi ra thôi à. Vậy hả? Em thấy chị còn thiếu nhiều cái lắm. Em dẫn chị qua Thí Long nữa nè. Vậy hả? Qua Thí Long nữa. Chích cái gì? Qua Thí Long, à chích vô mà cái chảo của chị. Đó, cái chảo to lên xíu nữa, to tự nhiên. Đó, khỏi độn chị nha. Số kỳ đà kêu số lượng, kêu số lượng bà con ơi. Số kỳ đà, số kỳ đà, số kỳ đà, mười kỳ đây. Mười kỳ đà con, mười kỳ đà con, mười kỳ đà. Mỗi lúc đi xa, vừa ơi ta nhớ lắm nghe. Đường trái trái sông xê, bị khơi tâm cá mà đầy ghê. Sông dài còn mang dáng hình đời nghe, lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng bên trè, chứ lại nhớ tóc em cũng dài còn mang dáng đứng chỗ nào. Con 16, con 16. Rồi nghe cho kênh Nguyễn Ương luôn. Con 16, con 16. Rồi số đầu tiên con 16, khán giả nào mua vé sau gạch vào số 16.
còn 16, còn 16, còn 16 mới một con, còn vô gạch vô mới một con, còn 16, còn 16, còn 16 tôi đã con mây. Số gì đây, số gì đây, người từ là từ phương Bắc đó qua dòng sông, sông dài tìm đến nơi nào một nhà thân ai. Ta kể đến đất Duyên Nam là duyên tình trao muôn đời ta đặng cam. 58, 58 của 58 về 58 về còn 16 là 58. Trần đọc lại nha bà con nghe, tới hai số mà thôi chị ơi, số 16 và số 58 nha. Gạch cho em đi quý vị. 58 dọn việc chưa, em số tứ tiết trời là con mây bốn gì ra, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra, những vòng tay yêu dấu đã xa rời như cơn tàu xa khơi. Đây một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trở về hiến dâng với anh, em mãi là người tình. Chẳng năm 45, 45, 45. Rồi con dân làm gãy guốc nữa rồi chị Lộ ơi, con dân làm gãy guốc nữa rồi chị Lộ ơi. Đê đê ăn hại, đê đê phá đồ, đê đê phá hoại. 45, 45, 45, 45 lấy gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, mấy gì ra. Ta yêu trời đấu tranh ai làm cho miếng ơn lìa đôi. Ta có nhau hẹn ước nhưng giờ đây xa cách nhau thôi. Ai vậy? Dặm dặm xa kia thành. Ai vậy? Nhỏ đây là dễ của anh. Trời ơi! Em chỉ là vợ thôi. À, hốt em đi anh. Về đây với anh. Bây giờ anh có đây rồi, bây giờ anh hát được về em. Bây giờ nhân cấp em là vô nhà thân anh em nha. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra, dân biến công dân ơi, đứng gần chân. Mọi người không dám thở, cơ của em bay ra làm cho chùi mũi phải tránh xa. Chỉ một mình em thôi làm chùa tan đám đông hơn trăm rồi. Hai mươi chín, còn 29, còn 29 số gì là con ba gì đây? Ba gì ra, con ba gì ra, con ba gì đây, con ba gì ra, con ba gì đây? Ai ơi tình tôi lớn ngàn rồi, người về nơi ấy có vui không? Đây lòng em mãi nhớ thương mong, lạnh lùng chung cô đơn mùa đông. Tương lai cũng nhắc đến làm gì, thịt hồng thôi nghe hết chung tên. Đường tình hai đứa đã vô duyên, đường chân có xin em gửi chôn. 34, 34, 34, 34 mấy chị đây, có mấy chị đây, mấy chị ra, có hai chị đây, hai chị đây. Thấy gì không chị? Thấy gì không? Em thấy. Yeah. Cái gì? Nghe thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ấm trăng tan chiếu qua làng sương sáng, chiều hồng quê bão khúc ca yêu đời. Mừng chẳng lời chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát. Lúa về mang bão khúc ca tuyệt vời. 21 ơi, 21, 21 trái tầm lâm trái tầm lâm. 21, 21 tuổi của em, nghề của em luôn đó. 21, 21 số gì đà, số gì đây, số gì đà, số gì đà. Cứ trai chưa vợ em nói cho có vợ, chưa gái mà chưa chồng á, em nói sẽ ế con sẽ có chồng. Em nói cho mà kẻ bắt mà người nam, chứ em mà nói cho mà trai từng mà gái sợ. Dẫu ai kia mặc nám mà da gì, em nhồi em mài em già, em nhồi em mài em bó em ngắt em xé em chặt, một hồi nó cũng thành mà cục bột.
Còn số 1, còn số 1 đứng đầu luôn, con số 1 vô. Còn số 1, còn số 1 là con số 1 xuống. Chị đây cái xuống, chị đây xuống, chị ra. Nằm chị đây cái nằm, chị đây nằm. Nằm chị đây cái nằm, chị đây nằm. Chị đây cái nằm, chị đây nằm, chị đây. Chị đây nước trong để dành mà biết hè. Bê bê bây giờ bỏ mẹ mà theo trai. 52, 52, 52, 52 trái tè le, trái tàng lan, trái từ lưa. Tất nước đổ vô, số gì ra, số gì đây, số gì ra, số gì ra, số gì đây, số gì ra sao nè, số gì ra, số gì đây, số gì ra, sao đi. Sau rỉa muối chứ lại anh, chứ lại anh. Có em đi lấy chồng ông bà la, ông bà la, ông bà la. Chứ miệng em khấn, cái tay em vái, cái đầu em cúi, cái môi mà em nói. Trước cái cùng hân ăn tiệc nhang khói, bên xôi chuối sầu đàn đến vánh. Cái chân còi xôi khiến cho trái tim em bồi hồi. Chứ ngoài mô cỏ đã lên xanh, chứ đã tròn 3 năm mà tán chế. Chứ lại anh, lại anh. Em đi chống lầy chưa có số. Số gì đã đâu chị? Số em đi chống lầy á. Chống lầy là lấy chồng đó. Ôi, chống lầy là lấy chồng hả? Chị biết sao không? Chồng em mất 3 năm rồi. Mất 3 năm. Hôm nay em mời mấy chị về lây này á, để thứ nhất là cùng em tế đàn cho chồng em, để chồng em được có sỉnh em. Em đi lấy chồng mới đó. Ở đây có ai là chồng chị không? Chưa, chị là Mai Kim. Anh nào dễ thương cũng được. Anh dễ thương nha. Anh nào dễ thương mà khoan nha, khoan nha. Em thích cái gu thịt kho học dịch nha. Kho học dịch đúng không? Hay bị khép khép nữa. Bây giờ em làm mai cho người được không nào? Đâu nè. Lâm Quốc Hải. Hay. Được. Trái nha. Thịt kho học dịch luôn, đúng với em luôn. Trái nha, không được. Manly, manly lên cho em. Manly, phải manly. Manly rộng lên cho em. Rồi, rồi, ok. Đàng hoàng nha. Vũ Hà. Gì? Được không? Cái bà mà ta bật bóp tay chao nhau quá hả? Được rồi, bóp tay xinh đẹp. Cất ở vô tủ luôn đi. Cất vô tủ luôn hả? Hát đi người khác cho em đi. Rồi, một người nữa là chắc chắn là mê lì. Thật có học dịch. Thật có học dịch luôn. Ai? Câu câu. Cái gì? Được không? Câu 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 với em ác mộng đó. Ác mộng hả? Hại em quá hả? Thật lòng, thật lòng đi, thật lòng đi. Thật lòng nha. Rồi Lâm Chí Khánh. Cái bà ngoại em rồi. Thôi bây giờ em chọn ai, em chọn đại đi. Thôi bây giờ em chọn đại nha. Chọn đại đi. Em chọn đại nha. Ừ. Cái anh áo xanh kia được không? Rồi bây giờ uống ly nước gì kìa. Đúng sai của em luôn. Thật có học vậy. Yeah. Ông có biết gì chưa không? Ông ta đang uống. Chờ sổ tiếp chị ơi. Còn sổ tiếp. Bây giờ hát sao? Sổ kỳ đà, sổ kỳ đà, sổ kỳ đà, sổ kỳ đà. Đang hôn bước trên đường chân tình mình, lấp lánh chân trời xa. Mê anh bên dưới sân thầm, giọt thương long lanh cánh lá. Từ nơi biên cương đảo xa, đón chúng con tiên quyết mà giữ gìn. Lắng nghe tiếng ru của mẹ hiền, ngày đêm thương nhớ dân miền Nam. Con số 8, con số 8, con số 8. Mai mắt. Chúc mừng anh. Rồi, gu của chị luôn, thịt kho học dịch. Gu của em luôn, thịt kho học dịch. Tôi bế anh về khỏi lấy quà anh ơi. Kính thưa quý vị khán giả và để khách quan cho tất cả quý vị, vì đây là vòng loại đặc biệt, xin mời một vị khán giả bất kỳ bước lên kiểm tra lại tất cả các góc quanh dùm cho bổn đoàn quý vị nha. Và sẽ tặng cho quý khán giả đó hai vé của vòng loại tiếp theo. Ai ạ? Dạ dạ. Dạ lên mời. Ok em gái, trời ơi, bả xong lên luôn. Trời thôi chết rồi. Qua qua đây cưng, gái qua đây. Rồi. Qua đây nè. Quay kiểm tra rồi để xíu nhanh nha. Em đứng bên kia kìa em. Dạ vừa qua có một nam du khách chị đọc giải dòng lời đặc biệt. Dạ, nha bà con nha. Chị sang sang đợi xíu. Bây giờ em phải tự giới thiệu về mình. Tại vì mình phải mời một khán giả bất kỳ để khán giả ở dưới thấy là mình rất là công bằng, chứ không phải là mình sắp xếp số trước cho những người bị may mắn trúng thưởng. Bây giờ em gái giới thiệu về mình đi cưng. Chưa mở mic bà nội.
Dạ em tên là Khả Như. Dạ em nói chuyện với Thảo. Gái luôn. Ôi mọi người, chúng ta cho Khả Như chứ quý vị. Khả Như như vậy, rồi bây giờ Khả Như sẽ... Khả Nhu hả? Khả Nhu quý vị. Nhu á. Nhu nhược hay Nhu mày em? Dạ. Thì chắc Nhu nhược quá à. À Khả Nhu đúng không? Khả Nhu á. Rồi rồi. Nhu mì ha. À, Nhu mì. Trời ơi má ơi. Rồi bây giờ à Nhu giờ dò lại banh ha. Rồi mời em. Và quý vị em xin kiểm tra lại tờ vé của anh trai này nha quý vị nha. Rồi ký hiệu vòng loại là 0220. Đúng vòng loại nha quý vị ha. Và con số mà đọc giải là con số 8. Có 1. 16 thế nào? Có 2. 29 ra sao? Có 3. 34. Đã đủ rồi chị. 34 ơi. Là phải xử chả. Một người. Hai má này nhớ làm tôi nhớ táo quân quá. Rồi chủ nhân thứ hai kêu xin em đúng vòng loại luôn 0219. Và số đọc giải là con số 8. Số 8 em ơi. Giờ số em hiểu không? 8 có 1. 16 có 2. 29 có 3. 34 đủ tiền luôn. Hợp lệ luôn quý vị ha. Và dòng này còn nữa ha. Chủ nhân thứ 3 em xin lỗi nha em không thấy. Rồi ký hiệu đúng là 0213. Và con số 8. Số 8 mày má. Số 8 có 1. 16 có 2. 29 có 3. Nói tiếng thật nha. 34 không có. Ôi không biết thật ai chứ tiếng vậy luôn nhả lớn luôn hả? Trời ơi xui ghê. Trời, quý vị ơi dòng này là dòng biệt có ba chủ nhân đang đọc giỏi nha quý vị nha. Giống như nó có cái thuộc quý vị nó đứng nó nhúng rồi. Rồi em xin mời chị Lộ chị ra trao quà. Qua bên kia dặn hai bé miễn phí chị. Gặp nhỏ trắng bên đây. Bác nhỏ trắng bên kia. Ngủ đi ngủ. Sau quý vị ơi thể lệ cuộc chơi là kinh trùng chi đều nha quý vị nha. Và dòng này đặc biệt à, ba chủ nhân sẽ được bốc thăm. Và khi nạp số lớn nhất thì nhận về một chiếc điện thoại Galaxy Samsung A20 nha quý vị ha. Rồi xin chúc mừng ba anh chị đã bốc thăm nha. Rồi, kính thưa quý vị và anh ấy, bây giờ ai là chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ quý vị nha. Và từng chủ nhân một, ai sẽ nhận được con số lớn hơn người đó đoạt giải. Rồi ai, quý vị, anh chị nào đưa tiền cho bé Khả Ngọc Hân chưa tháo tiền quý vị ơi. Đây một con số khổng lồ quý vị. Số 2 tự về luôn. 40. 38. Trời ơi. Trời chúc mừng cho em gái này dễ thương. Chồng của tôi luôn. Chồng của tôi luôn. Thịt kho hộp dịch. Ẩm em về cho anh khỏi đi quà anh ơi. Chúc mừng cho anh trở tới đây quý vị ơi. Và còn rất nhiều quà tặng trong xa. Và con nha còn rất nhiều quà tặng nha. Thì bỏ đi sớm nha quý vị nha. Đến từ mùa 2 ạ. Cảm ơn em. Rồi, mời em nhận điện thoại. Rồi, cảm ơn thí sinh Sang Sang rất là nhiều. Và số báo danh của em là bao nhiêu của chị? Báo danh của em là 044. Hồ cho em nha quý vị nha. 044 thí sinh Sang Sang. Ủa sao bà chọn số bự dữ vậy? 22 mà. 22 quý vị nha. Má ơi, số báo danh má là 22 má. Chọn 44 là năm sau mới được giải. Quý vị ơi, nói lại cho quý vị nha. Số em là số 22 nha quý vị nha. Con nhạn nha quý vị nha. Ủng hộ cho em nha quý vị. Goodbye to you again. Mua, mua, chút chút. Ồ, đánh đề là nhạn hả? Rồi, kính thưa quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Với một cái tên hết sức dễ thương và cute thè. Thí sinh Titi. Dạ. Nếu quý vị có thích tiết mục vừa rồi, xin ủng hộ cho em với số danh là 23. Có rất nhiều ạ. Dạ quý vị ơi, những nhân viên của đoàn đang rộng mời quý vị với những tờ vé. Những tờ lá vé cuối tay là những tờ vé may mắn, ít rưỡi nhiều may luôn ạ. Mỗi tờ vé trị giá 10.000 đồng luôn ạ. 10.000 đồng chẳng đáng là bao, mua một tờ vé cả núi quà mang về nhà luôn ạ. Dạ, nếu quý vị nào khán giả trúng thưởng may mắn thì chúng ta sẽ nhận qua tặng phẩm là một con gấu bông trị giá 500.000 đồng. 500.000 đồng, bự quá, lớn quá, trị giá quá, bèo bèo bèo. Còn trường hợp kinh trôn thì tặng phẩm sẽ chia đều ạ. Và quý vị ơi, anh Nguyễn Trôn còn sót lại tờ lá vé ạ. Ủng hộ luôn cho đoàn theo cái nhiệt tình luôn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, ngay từ bây giờ cô chú anh chị mình ai có lá vé trên tay rồi, tập trung vào ánh sáng chuẩn bị do số. Dạ yeah. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chị Dạ Thảo ơi. Áp rồi kìa.
số gì đi mê, gì đi mê, gì đi mê, gì đi mê. Rồi ai còn vé đem bên cho bên anh quầy coi luôn. Chị về thân thân ơi. Hai chị đây cái, hai chị đây cái, hai chị đây cái, hai chị đây cũng chưa có ai. Số gì đây, số gì đây, chị ta kiếm quyền. Số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, cái số gì đây, cái số gì đây, cái số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Em bắt đầu kêu số. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Cậu tới ấy của nó đi. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố. Mưa cho hai mươi sáu, hai mươi sáu, hai mươi sáu, hai mươi sáu mấy gì đa số gì đa, số gì đa, số gì đa. Em cắt mái tóc xanh trên đầu em mà đem đi bán, bán lấy 400 vàng cho chồng em làm lỗ đi đường xa, cho một ngày vinh quang về bên nhau há câu chung tình. 59 59 59 59 số gì đây, số gì đây anh nhà tôi. Kính thưa quý vị, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tình yêu của cha mẹ thật bao la và thiêng liêng. Mẹ đã nuôi dưỡng dạy dỗ ta, mẹ đã cho ta những ngọt ngào qua những lời ru. Và ngay sau đây để tiếp nối chương trình, xin kính mời tất cả quý vị lắng nghe một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Bài hát được mang tên Bà Năm. 35 35 cái 35 35 35 35 35 35 số bà con hay. Số từ ra, số từ ra, số từ đây, số từ đây những đêm lạnh giá. Để dâu đông đưa tôi ngồi hôn chuyện xa xưa. Cuộc tôi lại lắm con tim những men rượu đắng, nghe hồn bay bổng lâng lâng. Thương người em nhỏ nơi đâu, hỏi người còn thương nhớ tôi. Bốn một ơi, bốn mười một là bốn mười một. Bốn mười một, bốn mười một số gì đây, số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, số gì đây. Lúc xin lúc bắt đầu nhìn, em xin em đứng, em xin em đứng, em xin em đứng. Ba bốn cái dụng xin em cũng xin. Còn số chín, còn số chín đây, còn số chín, còn số chín thì con số chín mấy gì đây, có mấy gì ra, mấy gì đây, có mấy gì đây, ba gì đây, có ba gì đây, ba gì đây. Chiều về chậm chậm trong hiu quạnh, trên cành bao con liễu kéo nhau chạy xuống hồ. Mây sắm bay bay làm tôi thấy quanh tôi là tất cả màu trời chiếc trăng số. Sáng nay con số lá vàng rơi, người trinh nữ ấy đã hay chiến rồi. Có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa trắng xếp thành hàng đôi. 31 ơi, 31 31 31 hai gì đây, cái hai gì đây, hai gì đây, cái hai gì đây, hai gì đây. Nhìn chi lộ đi sao, nhìn chi lộ đi, nhìn chi lộ đi. Nếu đi một giờ nhìn xem vai phim ở nhà em vui quá luôn. Chị nói không ngừng em đây rất vui, rất ông như thị trở thành nghệ sĩ lô tô. 21 vô, 21, 21 cái 21, 21, 21 mấy thì ra, mấy thì ra, còn thời đi ra anh cường. Ê, ơi, anh ơi nhà. Tự nhiên em đang hát, có một cái chuyện khán giả, em không biết, nhưng mà em quên. Cái chú em cần bông kèm tới 500 ngàn. Bông mất thì em lấy, nhưng mà cái số tiền này á. Ê,
Ê, không, trả lại cho chị nha. Có tiền là để cho dân, đặng mua là nách cho em. Thì hạnh phúc, không phải là ai cũng có cơ hội đó. Tại vì người nghệ sĩ nó có những khổ, em nói thiệt á. Nói nghe nào, hôm bữa thiếu anh 300, trả luôn hôm nay đi em nha. Thôi lại 200 giùm luôn của em. Ê, cái chỗ người ta đang cảm xúc nha. Đừng có để chị nóng nha. Đang chị bi. Đưa 500 ngàn lại cho chị. Rồi tiền thiếu làm sao? Không phải là người nghệ sĩ. Nghe kìa kìa, nghe em lắm. Con cua khổng lồ. Em xin lỗi chị nhưng mà chị cho em nói cái cảm xúc của em một xíu thôi. Em xin nha, tại vì cái số tiền này... Bà ly em rồi kìa, nhanh nhanh nhanh, bà ly em rồi. Thì đó đó, ai tặng con mày? Với chị. Cảm ơn chị nha. Thì á, hồi nãy đây. Em thì em nói thiệt luôn là em lấy tiền bán vé đưa chị á. Để có cái cảm xúc, chị hiểu không? Cái cảm xúc, cái người nghệ sĩ phải có cái cảm xúc đó. Là 500 ngàn. Tao đủ lương vậy đi. Cảm xúc nữa, cảm xúc nữa. Ác như ma. 53 53 53 mấy người đã vô 53 53 bốn gì đây, bốn gì đây, cái đó bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Âm thế đã vàng mấy tuổi, ba gan mang theo cái mà đừng. Người em tốt bụng cái tính thì thiệt ngoan, thế nhưng người anh có cái tính kỳ kỳ. Cái tính kỳ kỳ là cái tính tham lam. 418 418 cái 418 418 418 mấy gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Em cho tôi bao nhiêu này cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. 27 27 27 27 27 ba gì đây, ba gì đây, cái là ba gì đây, ba gì đây, cái là ba gì đây, ba gì đây. Anh nhà ơi, hò em vui sân khấu ánh đèn, vui hơn khi khán giả. Cháy tùm lum cháy từ la. 32 mấy gì ra. Số gì ra, số gì ra. Bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Người bỏ lô tô, chớ bao giờ lô tô bỏ người. Còn 40, còn 40 là tâm vé đời. Anh xích lô xin dừng chân. Dạ, vòng loại vừa rồi đã có chủ nhân đọc giải ạ. Xin mời chủ nhân nào có tờ lá vé trúng thưởng chúng ta nhanh chân bước lên sân khấu nhận quà. Và quý vị khán giả phía dưới ơi, chúng ta khoan xé bỏ tờ lá vé của mình để tránh trường hợp tinh sổ chúng ta còn có vé để mà kêu lại nha quý vị. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, rồi. Dạ. Rồi, tờ lá vé của anh trai. Vòng loại 101. Dạ, chính xác hợp lại ạ. Đúng rồi. Dạ rồi, anh trai ơi, tờ vé của anh trai ạ. Dạ, anh hỏi hàng nào dạ. Anh trúng thằng này rồi. Con 40. Dạ, rồi, rồi, em thấy dạ rồi. Con số đầu tiên, con số 9 ạ. Con số 9 có 1. Số 21. 21 có 2. Số 40. Số 40 có 3. 59. Có đủ, hợp lệ. Dạ, hợp lệ, chính xác, nhận gạo luôn ạ. Rồi, em gửi. Dạ, vòng loại 133. Dạ, chính xác, hợp lệ. Con số 9. Có 1. 21 có 2. Ốc 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 4 chục có 3. 59 đầy đủ, hợp lệ. Hợp lệ, chính xác ạ. Dạ rồi. Dạ, vòng loại vừa rồi đã có 2 chủ nhân đọc lại nhận được phần thưởng ạ. Bây giờ là 2 chủ nhân tinh trùng thì sẽ nhận qua cho mình là con cờ. Dạ, em kiểm tra con cờ luôn ạ. Dạ, số 38 là lớn nhất. Dạ,
nhận con gấu lớn giúp em ạ. À. Dạ cảm ơn anh ạ. À. Dạ rồi, cảm ơn rất nhiều ạ. À. Dạ em cảm ơn quý vị đã xem tiết mục của em vừa rồi. Nếu có thích tiết mục của em thì ủng hộ cho em ạ. À. Mã số là 223 ạ. À. Cảm ơn rất nhiều ạ. À. Cảm ơn rất nhiều. Đây. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thi diễn của thí sinh thứ hai từ đội của nghệ sĩ La Kim Quyền. Và ngay bây giờ là thí sinh cuối cùng từ đội La Kim Quyền của đêm thi cuối cùng tối đêm nay vòng loại. Quý vị, chúng ta cùng chào đón thí sinh An An. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, và ca khúc vừa rồi cũng là ca khúc liên ca khúc Hành Trình Trái Đất Phù Sa của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Và em cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe tiết mục của em. Số báo danh của em là số 24. Mong mọi người bình chọn cho em ạ. Vâng, và một loại này thì là 10.000 cho một tờ lá vé. Và phía bên này là có chị Cầu Cầu còn được 2 vé chót. Và bên đây là chị Luna còn được 3 vé. Thì ai thương tình ủng hộ tờ lá vé giúp em. Và em cũng xin được cảm ơn sân khấu Rất Du đã hỗ trợ cho đoàn có những đêm diễn thật tốt nhất. Quý vị ơi, vừa rồi ai đưa cho Cẩm Lâm 50.000 trên tay nhận lời từ tối cho em nha. Rồi, cô gái áo đen kìa Cẩm Lâm ơi. Vâng, và bây giờ ai có tờ lệ vé trên tay, xin mời mọi người hướng mắt về ánh sáng chúng ta chuẩn bị. Giờ, số. Mấy gì đây, cái mấy gì đây, mấy gì đây, cái mấy gì đây, mấy gì đây. Mấy gì đây, cái mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Qua xe, chốt qua chốt, duyên hoàng duyên. Để dương phí kiểu như con chốt 21. 21, cái 21, 21. 21, mấy gì đã số gì đã số gì đã. Mấy gì đã mấy gì đã. Con rắn không chân bỏ năm rừng bảy ru. Con nhà không chú nuôi chính người con. Chim quyền xuống đất tìm mồi. Thấy em đau khổ anh đứng ngồi không yên. Sao mười quyền, con sao mười, con sao mười. Con sao mười. Con sáu mươi kìa, con sáu mươi, con sáu mươi kìa, con sáu mươi mấy gì đây, kìa mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Con theo nhà xuôi được chẳng chừng một ba. Xây chiếc áo ngày xưa, con khoác lên cho chuyện chữ tình tình. Ai ơi có thấu cho lòng, tay bước lìa tình lòng cổng trang. Chọn lý ở chi, ta ta đăng trang. 28 28, cái này 28, 28, 28, 28, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây. Tài viên đại thánh đánh giới hồng hài. Bắt giới ngồi ngoài vừa ăn mà vừa ngốt. Còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4, cái này còn số 4, còn số 4. Mấy gì đây, cái này mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Mấy gì đây, cái này mấy gì đây, mấy gì đây, cái này mấy gì đây, mấy gì đây. Nghe tiếng chim ca lòng sâu mà náo đuông. Cuộc đời ngập ngụp eo uông mà lâm đông. Chẳng chắc thiên công chỉ mong mà thăng tha. Vào chùa ăn quán nghe kệ mà tu tâm. 55 55, cái này 55 55 55. Số gì đây, cái số gì đây, số gì đặt. Cái mười gì đây, mười gì đây, cái mười gì đây, mười gì đây. Sáng nay lên núi cái hái chè. Có anh chưa vợ ảnh đè mà em ra. Em quỳ em lại ảnh chẳng tha. Em la ảnh chắc em luôn cái về nhà. Còn 13, còn 13, còn 13, còn 13, cái đó còn 13, còn 13, cái đó còn 13. Mấy gì đây, cái đó mấy gì đây, mấy gì đây. Con số gì đây, theo cha là cha con mấy. Con số gì ta, con số sao gì ta. Ai sẽ được cùng chơi đời chưa ở đời con số mấy. Yêu chúng là trời cho mà không chúng là trò chơi. Đặt tháng ngàn qua tuổi em sẽ đến mai đó. Lặng lặng và nghe em lấy con cờ ra. Cố gắng bà còn lại đây bà mới cứu số. Quay số mãi cho mua vé cánh lô tô. 41 mấy gì đây, có mấy gì đây, mấy gì ra. Có ba gì đây, ba gì đây. Có ba gì đây, ba gì đây. Ôi cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi ghê. Không nên bày tỏ cảm xúc giống dần. Mấy gì đây. Ê đất nhà. Cái gì vậy? Đất nhà nè. Ủa của anh mà em. Của anh. Ủa của anh nữa hả? Thì thôi. Ôi bé Diêm nha. Mấy gì đây à. Mấy gì đây, có mấy gì đây, mấy gì ra. Có mấy gì đây, mấy gì ra. Có mấy gì đây, mấy gì ra. Có mấy gì đây, ba gì đây. Có ba gì đây, ba gì đây à. Thấy em người tâm tiếng, có người ra thêm nhờ. Cái trong thời gian đáng như từng xưa vui rồi. Còn chỉ kim ra kết giao đi liền mau nói chi chuyện lòng. Làm tình nơi như cố đau ôi trời cao lá lại dòng trầu. Cần phải tin anh.
con là 30 con mấy. Vì đây cái mấy, vì đây mấy, vì đây. Chúc anh đại quá thân là trai, chúc anh đại quá thân là trai. Tự mình dũng dáng đi là trai, đại là trai là chúc anh đại. 42, 42 cái đó 42, 42, 42, 42 số đã con mấy. Số gì đây, chơi ơi chơi theo em về quê chơi. Yeah. Em về ruộng đồng sông nước miền Tây. Có con lít trò đen thấu thừa. Mình uống nước vừa rồi mình đi Long An. Chơi nhau ghé qua đây, quê mình miền Tây. Chơi lô tô đã yên, tối về ngủ yên. Mai mình đi Long Xuyên. Nguyện 50, con 50, con 50, con 50. Con 50, con 50, cái đó con 50, con 50 mấy. Vì đây mấy, vì đây. Số vì đây, cái đó mấy, vì đây mấy, vì đây. Con cáo quá lông nằm trong bà khe đá. Cái chuyện giờ trong mình kết nghĩa mà trăm năm 25. 25, cái đó 25, 25. 25, 25. 25, mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây. Nào nào mình cùng lại đây phê pha. Về cho nó hợp mấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la. Chơi cho tới sáng tối nay ngủ chung mò. Quăng tàu cây bòn, quăng tàu cây bòn, quăng tàu cây bòn, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng tàu cây bòn, quăng tàu cây ca, quăng tàu cây mâm, quăng tàu bình cà na con số ba. Con số ba, con số ba, con số ba, con số ba. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Mấy gì đây, cái mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Câu tình duyên cho sao nghe. Tình cho duyên chúng tôi. Thay đã bao chuyện ba sinh chúng tôi. Chúng nơi xa trường do chàng đã có bài con số hai. Con số hai, 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 con số hai. Mấy gì ra số gì đa, số gì đa, số gì đa. Trầm Giang, Trầm Giang, Trầm Giang. Từ đây xa cách đôi đường, mong khi thấy nhau. Thôi ta nói cho mày đi con gái đi chốn xa em ở lại về nhà. Gia đình em lên đường, cao xanh ông bài trả chi. Cho duyên tình phân ly. Em đi ngoài nơi xa, em đi ngoài gió mưa, chuyện ta đặt ca. Sao mới đi vô đó rồi đó? Thì sao mới đi vô mày đi với con khác rồi đó? Nhưng mà em đi vô cái nó trải nghiệm rồi. Trải nghiệm rồi phải đi cái khác chứ sao? Trải nghiệm thì lôi ta ra. Ai kêu ngựa ngựa cái nón lá chi? Thì em đi ngoài chút xa để không lấy nón lá nó nắng, nó nám mặt. Nắng nám mặt, đâu có trời mưa đâu lấy nón lá làm gì. Chứ mặt em nắng mà chưa đủ hả? Đã đủ rồi, đừng sợ gì nữa. Em đi ngoài chốn xa, chuyện ta đầm đàm. Con 18, con 18 là tâm ghé lờ hơn. Vâng, và con 18 là con số đoạt giải. Và có 1, 2, 3 con đoạt giải. Trời đất ơi, đêm nay ông đông đúng 6 lần rồi đó. Khoan hạ xé và bỏ lấy vé. Trường phòng trường hợp kinh phong kinh dược đúng không em? Đúng rồi, không dạ sao hết hai ha. Kinh phong kinh dược thì mình à mua thuốc uống. Rồi giờ đi em. Vâng, và vòng loại 1682 đúng vòng loại. Và con số vừa kêu qua 58. 58 vừa kêu qua. 58 đâu? À, 18. Còn 18 có 1. Số 2 có 2. 41 có 3. 60 hợp lệ. Vâng, và vòng loại 1666 đúng vòng loại. 18 vừa kêu qua có 1. Số 3 có 2. 28 có 3. 60 hợp lệ. Vâng, vòng loại 1682 đúng vòng loại. 18 vừa kêu qua có 1. 25 có 2. 41 có 3. 50 hợp lệ. Vâng, đúng vòng loại. 18 vừa kêu qua có 1. Số 4 có 2. 21 có 3. 55 hợp lệ. Vâng, và 4 vị chủ nhân đã đoạt giải thì theo thông lệ của đoàn là kinh trục tặng phẩm chia đều thì đoàn không muốn các anh chị đi ra về tay không nên chúng em sẽ bốc cho các anh chị bốc số.
ai lớn nhất sẽ nhận được con có bông trà ban ái. Vâng, vậy giờ cho em kiểm số nha. Số 6, 22, 36, số 9. Vâng, và chúc mừng anh. Vâng, và phần thi của em đến đây đã kết thúc. Thì mong mọi người ủng hộ cho em qua. Cảm ơn cô. Ủng hộ cho em với cách là bình chọn cho em mã số 24. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn An An. Kính thưa quý vị, bạn ghế bây giờ xin là lời nhận xét quý báu từ ban giám khảo cho ba thí sinh của đội chị La Kim Quyền. Bán vé đi má. Ủa chứ phải làm MC chung hả? Chưa. Em thi hai người đó. Ăn cơm siêu cho người. Ừ. Nhớ không? Không, không. Không nhớ gì hả? Vậy vô luôn đi để em làm MC mình cho. Rồi, thì bây giờ là xin cha chị Quyền và... Gì vậy? Mua van hả? Làm gì vậy? Đội chỉ thiếu người. Đội chỉ thiếu một người. Em làm MC được không? Em phải nhìn trước chứ. Còn một thí sinh nữa ạ. Rồi tin 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 Ông ơi, ông ơi, em vô tình, em xin lỗi nha. À, chị ghi nhận điều đó. Dạ. Thôi trả lương đó được. Chị cái máy sao đây lụp xụp, em sửa lại cho cái máy. Để mẹ nó. Em sửa lại cho, nó che khuôn mặt hình. Cái nhân sinh qua, cái khuôn mặt mình nó mất hết. Lấy cái đạn thun cho tao. Em sửa lại. Kệ tao bay. Tao bút cái này lên nhà luôn. Chị kỳ quá à. Quý. Con người chị á, chị không có cái nhân sinh qua. Rồi tao không có nhân sinh qua, trả ngay đôi giày đi. Mượn làm cái xíu ghê vậy. À, nhận xét đi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với ba thí sinh quý vị nhé. Tất cả các thí sinh sẽ tự giới thiệu về bản thân mình, sau đó là nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Trong khi đó, tất cả thí sinh còn lại đã phục vụ vé lòng vòng loại. Chỉ còn đôi ba vòng loại nữa thì điểm thi đã kết thúc rồi, cho nên rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình nhé. Xin mời em. Dạ, em là An An và em mã số báo danh của em là 24. Và hiện tại thì em đang tìm kiếm một nghề để cho em học. À, dạ, nghề là hiện tại là ở không. Rồi, kế bên, xin mời chị Sang. À, dạ, em tên là Sang Sang. Và nghề nghiệp hiện tại của em là là một người hát lô tô cũng lâu rồi quý vị. Hát bao nhiêu năm rồi chị? Dạ, em hát cùng từ năm 2003 tới giờ. 2003 tới bây giờ là 16 năm rồi đó quý vị. Dạ, cũng khiếp quá rồi. À, hiện tại thì mùa này thì em không có ổn định, cho nên em muốn có một cơ hội để có một cái việc làm. Thứ nhất là gần nhà, gần Sài Gòn để có thể mình lo cho gia đình một phần nào đó. Thứ hai là có công việc ổn định, không có bươn chải, không có đi những tháng mưa cực khổ nữa. Dạ, xin mời tiếp tiếp. Dạ, em xin chào quý vị ạ. Em tên là Trương Minh Tiến, hiện em đang làm giáo viên cấp 2 ạ. Ở nhà em xem lô tô của đoàn lô tô Sài Gòn đương thời thì em thấy niềm vui ở trong đó rất là nhiều. Và em cũng, bản thân em thì em thấy rất là vui. Và em cũng muốn mang niềm vui đó đến cho tất cả mọi người ạ. Hơn nhiều người nữa ạ. Và đó là mục đích của em đến đoàn lô tô Sài Gòn đương thời ạ. Cảm ơn ba thí sinh và chị La Kim Quyền đã rất là vất vả để ở nhà mà ba thí sinh tới đây tập. Xin lỗi, đã mất bạn chiều giác ba thí sinh. Cảm ơn chị. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với lời nhận xét quý báu từ nữ hoàng chạy nờ quốc gia Diệp Thanh Thanh. Vâng, và lần đầu tiên Thanh Thanh cũng xin được gửi chào đến toàn thể quý khán giả và chào đến team của giám khảo La Kim Quyền và chào ba thí sinh. Phần thi của các em thì chị đánh giá rất là cao, cái phần thi mà đơn ca các em hát rất là tốt. Cái đó là cái phần mà chị đánh giá cao cho tất cả các em. Rồi bây giờ thì chị xin xét về người đẹp Sang Sang nha. Rồi thí sinh Sang Sang, em hát về lô tô rất là chuẩn rồi, chị đã thấy và chị cũng đã biết. Cho nên là cái phần mà kéo to như cần cái phần hát và cái phần mà để mà giao lưu với khán giả thì em cũng rất là ok, chị cũng chúc mừng em. Rồi phần của An An. An An thì cũng muốn theo đuổi lắm mà em hiện tại ở không. Nhưng mà hiện tại là chị thấy em lên sân khấu em cũng rất là duyên, em hát cũng rất là tốt. Có điều là hơi rụt rè một chút xíu thôi, nhưng mà cái phần thi của em thì chị cũng chúc mừng cho em. Còn về thầy giáo thì em chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Thầy chào em đi. Dạ. Em xin chào thầy Tiên Tiên.
cái phần thi hát của thầy cũng rất là ok. Cái giọng hát nội lực rất là tốt, nhưng mà cái phần mà để mà giao lưu và để mà đứng trên cái sân khấu lưu tô thì em thấy thầy rất là hơi yếu, cho nên thầy cũng đã cố gắng thêm. Em chúc mừng thầy trong cái buổi thi ngày hôm nay. Rồi lưu ý là chị nhỏ tuổi hơn thầy nha, là chị lớn tuổi hơn thầy nha. Rồi mời chị Dạ Thảo ạ. Dạ đó, xin kính chào tất cả quý vị. Chào chị Huyền. Chào ba em. Anh em hôm nay hơi run chút. Tức là mọi khi có lẽ là chị cũng nghe em yếu lo với lại kéo con cũng được, nhưng mà hôm nay thì em có lẽ là run với lại hồi hộp, nhưng mà vẫn ok. Tiên hát kèm nhạc cũng rất là khó. Kèm nhạc có thể nói là nhiều khi chị hát được rất là khó, nó giống như nhạc trù vậy đó quý vị. Phần đô tô của em cũng làm được trong một chút của em. Còn xa xa thì em đi hát được mười mấy năm là coi như là cứng, rất là cứng nghề đây. Coi như là ra sân khấu là hoạt động được. Nhưng mà chị muốn nói, chị góp ý thôi, em đừng buồn chị. Tức là cái đoàn hội chợ Nguyên Thủy thì có thể làm lộn như thế nào cũng được. Đặc biệt đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thuận rất là lịch sự, cho nên khi em đã bước vào đây thì em phải tiết tấu lại. Cái này chỉ góp ý với em thôi. Mình có lại cái bài hát giống như ngoài mô cọ đá lên non, chứ lại anh, tức là lại anh chúng tôi. Mình đừng có quay ra khán giả. Cái đó là chị góp ý với em, sau này sẽ tiết chế là một tí. Mọi chuyện ok. Cảm ơn. Dạ cảm ơn hai giám khảo đáng yêu của chúng ta rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa, sau một vòng loại nữa thì quý vị sẽ biết được ai sẽ bước tiếp vào vòng trong. Và xin cảm ơn ba thí sinh của đội Lan Kim Quyền và xin cảm ơn giám khảo Lan Kim Quyền. Và xin mời ba chị Hội sẽ chọn ra những thí sinh tiềm năng nhất cho mình đi tiếp với cuộc thi quý vị nhé. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn được nữa, anh biết trên tay của dòng loại này hút mắt về sân khấu bắt đầu dò số quý vị nha. Ai chưa có bé đầu tư liền cho mình một bé nha. Dạ, ai chưa có bé không ạ? Có bé chưa? Có bé rồi hả? Giơ tay chị cha. Hey! How far can we get if we sail a little?